Rồi, chúng ta bắt đầu lên đường. Anh ngồi mình đi cho thoải mái. Bắt đầu lên đường. Bữa nay Christmas Eve. We'll make a tradition. Yes. Ủa, Captain chính sao ngồi tuốt làm sao vậy? chờ tới chỗ câu cá thôi. Chờ, chỉ cần thành công văn khốn rồi, không còn gì hơn nữa. Giờ đang đợi mấy bữa nay. Trời ơi, đợi mấy bữa rồi ha. Mòn mỏi luôn rồi, đêm ngủ không được luôn á. Cũng mỗi lần tới nhà là ông mừng lắm mà. Chúng ta sửa nhà chứ không đi câu. Là buồn luôn. Buồn là giận á. Buồn là giận. Giận chứ, đôi khi cũng giận á. Đi mấy tiếng rồi về sửa cái nhà được. Là ông cô bố ông kiệt thì ông giận, ông nói cả ông đừng có câu cá câu cua. Gần đây thành ra hai bên cái rạch mà mình chạy đó có những cái nhà rất là đẹp ở trên ngay trên biển luôn. Gần chạy ra câu cá chắc 3 phút. Cái bây giờ mà nó nằm thì nó được chiều đồ nhưng mà nó không có cái nhìn và cái đứng thì nó giờ mình xếp á, mình xếp đều ra thì ok chứ mình xếp rồi đã đỏ quăng cái này quăng cái kia hồi luôn thì mình chết luôn đó. Anh đã sai rồi. Cầm này ơi. Không phải là cầm thế đâu mà.
Daddy ăn Christmas ấy.
Có người cũng cầm cành câu cá. Cơm dùm, đây là cơm dùm thôi đó. Chỉ có cơm dùm thôi, không phải là chính xác là thế mà nó cá cắn câu kéo là cho cần đi luôn. Bia để đây. Con gì đây? Cá nè, cá nè. Ooh, yes. Ooh, rồi, còn 30 con nữa. Cố lên, cố lên. Nãy giờ bắt được 5 con cá hành rồi. Vì nó ăn vô trong cái hàm. Đây là cao thủ. Úc Kỳ đang đứng coi kìa coi. Úc Kỳ thấy cá là Úc Kỳ thích coi lắm. Con gì đây? Ô, ship hát nữa. Con này đánh màu đen. Con này đang vui rồi. Đi đen đi đen, đi đen. So chóng. Yes. Big size luôn. Cái này là rất là bự luôn. Cái này là đúng size rồi. Dạ cùng loại đúng không? Nó chỉ hơi khác màu da chút xíu, này nó phơi nắng hơi nhiều. Dạ. Yes, yes. Trời ơi. Cái này là lỗ cá đuối. Quá trời luôn. Còn bao nhiêu tôm sống nè, bây giờ coi như mình vẫn còn 32 anh cá hành để mà mình phải bắt. Nhớ nha, 31 31 32. À, trời ơi, vậy là 31. Còn cá lớn rồi. Nó nhìn thấy bắt cá nhìn đó. Thấy bắt cá nhìn đó. Bữa nay trời tốt quá. Gia đình đang Christmas Eve. Time to go. Rồi cái kia này phải chờ xe lửa rồi. Chờ xe lửa quá. Cúi đầu đi không ạ. Bây giờ đi về. Đây được có 5 con phép với này một con stingray với này được một thùng oyster. Cũng ok. Chụp hình nó cũng good. Sunday. Đây. Như vậy là cũng good day rồi. Đây rồi. Chủ yếu mình đi chơi dẫn cái chén rồi. Chủ yếu đưa gia đình ra ngoài chơi. Giờ đầy cá rồi. Nhà dứa này, nhà nhỏ xíu á, nhà nhỏ xíu á. Thôi.
Rồi, sắp về tới nhà rồi. Thằng nào câu được con nào câu thôi chứ còn. Dạ, yeah, câu cá, cá flounder làm gỏi ăn thì ngon. Cá ngộ. Đây, sắp vô tới nhà con, mình hai rồi năm, đây. Con, một con 13, một con 15. Rồi, sắp tới nhà rồi. Cái này về em để em hạt tiếp tục lên. Ừ. Cái này gắn tiếp cây cào hồng á. Thì ra cái câu cào bây giờ nó xuống nước nó không đủ. Nó quấn trà hết rồi. Nó không đủ độ sâu á. Ngắn quá. Cái cần nó ngắn quá gì. Dài. Dài cái này cái đầu nó nặng á. Nhà quen nó biết nó có một. Tới nhà rồi. Bucket luôn. Hào nè. Con nào nó rất là to. Nguyên một cái thùng. Cá lớn được 5 con. Rồi bây giờ con cá này bữa nay là mình bắt được đây. Giờ mình sẽ bỏ nó vô cái thau nước. Cái nước này là nước nóng, nước vừa sôi là bưng xuống liền, sôi tăm á, bưng xuống liền. Bỏ con cá vô để cho nó, thứ nhất là nó lấy hết nhớt, cái thứ hai nữa là chút xíu nữa mình làm, mình đánh vẩy á, nó rất là dễ. Trong thời gian mình để khoảng chừng 2 phút thôi thì Cathy sẽ ngâm mấy con hào. Và đây là mấy con hào mình ngâm nè. Mình bỏ nước nước phong tên vô. Và ớt, mình cắt 3 trái ớt bỏ vô để cho con hào nó mở miệng nhả đất và mất cái mùi tanh. Đó là một thùng luôn đó mọi người. Một thùng đầy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới phiên con cá này nha. Bây giờ con cá này á, đây muốn đánh vẩy thì mình lấy nước sôi, vừa sôi tới, nước không quá sôi, đủ nóng để bỏ vô, bỏ con cá này vô 2 phút đó, 2 phút ha, 2 phút rồi. Bây giờ mọi người lấy ra. Rất là dễ. Cái con cá này bây giờ cái vẩy nó rất là dễ đánh. Coi nè, coi mình lấy tay mình chỉ cần đẩy lên là cái vẩy nó ra đây nè. Mọi người thấy không? Ừ. Thấy không? Đẩy vẩy ra nè. Rất là dễ thôi. Không cần cái gì hết trơn, mình chỉ cần hơi đậy là nó lên mà thịt cũng vẫn rất là ngon mà. Đó mọi người thấy không? Đó, mình có cái đồ để đánh cá nhưng mà nhiều khi nó quá là dễ, Cathy cũng không cần phải dùng cái này để đánh nữa, chỉ cần lấy tay đậy nó là nó lên hết. Mọi người thấy dễ không? Ai cũng nói là mấy loại cá lớn như vậy nè rất là khó đánh vậy. Nhưng mà rất dễ đánh vậy nha mọi người. Rồi. Đây, coi như là vậy xong hết rồi nha. Nhưng mà mọi người coi chừng lúc mà lấy đó là coi chừng mấy cái gai này đừng có đi gần nó quá. Đi gần quá là dễ bị xước vô tay đó. Giờ mình làm xong hết trơn rồi, chuẩn bị chút xíu nữa mình sẽ coi suy nghĩ coi mình sẽ làm món gì với con cá này nha, quý vị hãy đợi nha.
Wow, và đây là con cá mình vừa mới bắt được mang lên. Đánh vậy rất là nhẹ nhàng. Và mình đang chuẩn bị chế biến một món. Chồng nói, thôi chiên đi em, rồi có liền. Và đây con cá mình sẽ chiên giòn nha mọi người. Con cá hồi trưa này đi câu đó, bây giờ làm để cho mọi người ăn Christmas Eve.